Rồi, xin chào cả nhà nha. Bữa nay anh em tiếp tục dở già chuột đây cả nhà. Bữa nay có bà chị ở Sài Gòn ghé thăm cả nhà. Chị Mừ. Bữa nay cho chị Mừ đi dở già chuột luôn nha. Rồi, xin chào chị Mừ nha. Đó, rồi chào anh em nha. Chào bà chú. Chú lắm cái đạo hình bữa nay à nghe cả nhà. Bữa nay đưa cho chị Mừ chụp chuột. Cả nhà chờ xem chị Mừ chụp chuột như thế nào nha. Chú lắm đó. Đó. Biết già gà chuột luôn thấy chưa? Đóng cha này chú Mừ về đến đây rồi cả nhà. Nó chơi chứ chị Mừ là vợ của chú Mừ. Đóng cha này của chú Mừ nha. Đóng cha của chị Mừ, vợ chú Mừ. À chừa cái lỗ là hồi chuột nó chui vô sao ta? Hồi cái hang nó có đào nữa chú mày ơi. Đúng rồi đó, hồi đào cái dừa nữa chứ đâu. Hôm hết cây bưởi rồi. Bữa hôm chú Út đào cây bưởi của chú mày nha. Không có. Lên clip coi biết liền. Cho vô luôn ha. Trời, cút sao cũng đào. Chơi luôn. Sao cũng đào hả? Để cái nó vô hang được bao nhiêu. Hôm nay Thế Mừ theo coi cái đống trà của Thế Mừ như thế nào nha cả nhà. Chị Mừ với Mừ gì? Nữa hả? Ai bắt đầu mình dở nha. Nó giàu hả? Chưa. Đó, bữa nay dân Sài Gòn chụp nè cả nhà. Này bà tay luôn hả chưa? Ờ, bố quên cái áo này luôn mới ghê chứ. Ờ, áo ta dài bỏ đây luôn. Bỏ áo luôn. Bắt đầu nha cả nhà. Chưa sức hồi chụp chuột mày ơi. Để đi từ dở cho. Rồi vô chụp. Hồi chụp không nổi đó, chuột dữ lắm chuột đó trời. Bữa nay là Thế Mừ theo bắt chuột để gửi cho con trai ở Sài Gòn nha cả nhà. Thế Mừ chắc đó mày. Nước bắt đầu lên đồng dữ lắm rồi cả nhà ơi. Chị lấy cái ba đi giùm ơi. Cái gì chị? Ủa anh hả là chị? Ôi vậy rồi hiểu rồi. Hiểu không cả nhà? Cả nhà hiểu không? Lúa mới hiểu. Cái này trà này mình đựng dục với nước ẩm luôn rồi. Trà này nhỏ quá. Trà này hơi mục rồi. Cả nhà chờ xem nha cả nhà. Bữa trước cả nhà tin không? Anh em lúa dở cái đống trà có con chuột màu à. Lúa không có đăng lên YouTube mà lúa đăng lên Facebook vậy cả nhà. Đúng một con một. Bữa nay chắc không có đâu. Có chưa? Có rồi. Thiệt không? Có không? Có. Có con chạy vô đó. Cũng đào à, hồi cũng đào à, dẹt dẹt hư nó chạy vô mà. Cái gì? Cái gì này hư rồi, sợ gì? Mình chơi luôn. Đó, có chuột á. Chuột khóc luôn nha. Thiệt không? Hồi hộp cái cả nhà. Này nó gươm. Nguyên cái cánh đồng lúa, máy xới hết trơn cả nhà. Chuột nó rút bên bờ nè. Chú Mừ là chú ruột của anh Thiết anh Quý cả nhà. Chú Út cũng vậy. Lên đây ơi. Ủa chuột nhỏ xíu à. Có chuột nha. Chị nó hú. Có đầu tiên hú ơi. Ây da. Kìa. Đâu. Còn hú cả nhà ơi. Chuột nghệ. Kìa. Mừ. Ừ. Ơi trời trời. Đây nè. Đó, Sài Gòn chụp chụp cỡ đó đó cả nhà. Nè, hai bao tay đi. Vô. Ừ.
Anh em được ai chụp con nào chơi cho Hiếu Mự chụp nha. Chuyện này chắc chưa? Nãy không cho Thiếu Mút theo chụp luôn. Có chuột nha, có được mòn nha. Cái một chạy, cái một chạy. Cái một chạy. Thấy đợi. Quá dữ. Bắt đầu nha, con cuối nha. Tới chưa. Gần tới rồi đó. Chạy. Ngay. Đó. Sao chạy đó không chạy? Cái này nước không cho chạy. Trời ơi. Vô hang rồi đó, có vô hang rồi đó. Kìa. Vô hang. Mày hả bụi? Chạy nè. Đó. Mơ kia vào kìa. Kìa. Mơ. Đó. Trời, qua đây rồi. Qua đây rồi. Nè, lúa. Gì sao dính? Dính rồi sao bắt. Kìa. Chơi cho mày. Lắm. Kìa. Rồi bơ. Kìa bơ, chứ dọ hai ba con kìa. Chứ dọ. Kìa, ừ. Bơ cái mũi. Bơ, ừ. Có hang rồi, chứ có vô hang lai trai à. Gì? Mày hả mày? Trời. Quá trời rồi, chụp rồi. Đó. Kìa, chạy kìa. Bơ. Đừng có giọng. Nè, không có nè. Ê, trời chút xíu dài. Kìa, bơ. Ghê chưa? Đó, ghê chưa? Bơ. Trời ơi, dữ lắm nhiều rồi. Kìa, dưới trời xong. Sao vô đây nãy mấy con á. Ủa sao ít chưa ta hả? Dạt qua bên gì mất trơn. Thôi có heo mọi người kỹ. Có trễ. Dưới đây thôi còn không có không? Sao? Đây hết mọi ăn. Có hàng là có đó nha. Mệt thở dưới mực. Mấy cục này thử coi có không. Có hàng này mới sâu không là xong. Chạy xong. Nó có chú dưới mấy cái này không? Không bư rồi. Này nãy thấy chú vô đây nè. Cũng được. Có hàng đó đó. Trời ơi, lượt nghe ngon nghe. Có đem con sò này xuống nữa không? Kìa. Ê, con thứ dữ trong đó, nó già đó. Hay quá anh Huy ơi. Trời ơi, xong. Đây không có hàng. Ở đây có hàng nè cả nhà. Đó. Hôm nay có chuột chay đây nè. Chay ai đó? Còn nữa chứ không có con đâu. Nhặt lấy sủng theo. Cưng lắm á, mình đi cho chuột về gửi với con trai thì còn. Đại về đây trên đó không có đâu. Sao không có? Ăn lăn lừ nè. Dẹp lên hết đồ ăn rồi. Lên nữa. Đóng vô rồi được không? Chim á chị. Chim tớ nè. Nè, hấp nè. Bên này cây rồi. Cây rồi. Sao sao mới nữa đi cho cứng. Cái gì? Quá. Đó. Này nữa không? Đi. Để nó dở cái trà đó luôn đi coi. Dở lưới lên luôn. Lưới đi. Đói nha. Không đói đâu, chưa chắc mấy hang này chi.
Còn dưới hang đó mình cứ hy vọng đi. Họ cứ ngắt trong cái hang luôn mừ. Đó, hang ngon lắm nha. Bên đó cùng chưa mừ? Đây bên này. Ấy. Chưa, cái chú dính trùng rồi. Còn nha. Sâu lắm. Ơi, ở đâu hả? Dạ. Đi rồi, cho nè. Cái dừa mới trồng cái chát luôn nha. Là chủ nhân đào. Này dừa cũ chứ nó mới đây dễ rẻ này. Qua đó ngang nữa kìa mừ ơi. Gì? Ở trên kìa. Ừ. Lấy vốn lại rồi. Đó. Ê, tăng nước không? Đậu mấy hang dưới đi, đậu mấy hang dưới đi. Nè, mấy hang dưới đây. Tiếp anh em ơi, mừ đổ mồ hôi lắm rồi. Chuyển tay được. Không có nãy đâu lên này đâu mà. Hàng láng lắm, đó. Hàng láng lắm. Sợ lên đó qua đây nè. Đóng chiếc ra, chán lên. Mình còn đóng nữa mà. Hàng bự lắm đó. Vô cái xiềng đó. Hàng đó này nè. Anh thấy chạy vô mà sao tự nhiên con chuột chạy vô xong chạy ra. Có cái gì trong đó không biết. Dám đó nha. Sao chạy vô xong chạy ra, cái hang sâu như sao chạy ra được. Sao có thứ dữ nằm trong á. Lúa cái đầu ra bằng vào cái thấy canh đời. Quýnh cái vô luôn đi. Mấy hàng là... Chuột chạy lên luôn quý. Chuột nha cả nhà. Lúa. Từng cái này đó. Bên đây còn hang không nè. Chuột mà chạy ra đây mình bắt không được là mình dở lắm luôn nghe nha. Chuột chạy qua đó đó anh Quý. Chạy hang lên. Ơi con găng. Gì? Găng lo đầu. Cái chưa? Tuần ghi mà. Găng gì? Bự không? Cái lo đầu bằng trước. Luôn ghi mà. Sao chuột ơi chạy ra. Thiệt tình. Găng thiệt. Anh thấy găng bự anh thiệt. Cái lo đầu bằng trước rồi biết đâu. Vô rồi cả nhà. Lên đó thằng đó đó. Vô rồi. Đang lên đó đó. Ngựa. Mở miệng hang đi. Bây giờ cái đầu chút kìa. Theo như phán đoán thì đó là sự thật cả nhà ơi. Nằm canh cái chân cái đơn. Chắc con trà luôn con chuột nào. Công. Dạ. Công. Tay ngủ. Vì lên cửa hang là xuống đó đó. Hang ngang vô qua cốc giữa. Ừ. Tay nha, đừng chụp ẩu cái len nha. Đừng có lên đó đâu coi. Trời trời dựng lắm bự ra cái đậu. Ôi trời cái đậu, trời ơi trời cái đậu bự. Ê mày đâu con rắn này không thua rắn hổ luôn hay sao? Thọc vô hả mày? Bự ra. Nghi mà. Thôi. Rắn nó chạy chặn đầu. Cái này nè, lên cái này nè. Đào con này động nó ra đó. Chạy chặn đầu kia liền. Ê bự nha, cả nhà. Chơi cái này sao chuột bỏ gì? Nó lú đầu rồi, nó. Đó cái đầu nó cả nhà thấy không? Ê gì mày? Ê cả nhà thấy mày không? Ê, chơi kỳ mày. Cái bự không rồi. Anh thằng ơi. Ê. Anh thằng ơi nó mỏi cái máy luôn trời. Ê. Vô. Ôi giời. Bò vô cái máy, nó mổ cái máy luôn trời. Khi nào còn cố gắng được nữa không? Nên xui. Trời ơi, cả nhà. Nó mổ cái máy luôn mày. Ê, không thua nhắn hổ nó hổm lắm nghe rồi xong. Nhắn nó vàng hơn ta. Cả nhà ơi, nó bự. Luôn nghi mà. Nghi là nghi bốc mà. Đâu, bao đâu. Bỏ vô, chuột chị. Chuột. Chuột.
Tiếp đi, ai tiếp. Nó hay cục hơn dán mình không? Cái nó cục hơn. Chuột bị lúc đầu hậu. Còn gắn được nữa. Ơi mệt. Ba cái dựa đâu? Chuột nó chạy lớn con. Mới lúc đầu đang con là cẩn thận. Chạy qua đó, chạy qua hang nè. Cùng đi chạy. Nó cùng hay vậy đạo hay như vậy nè, còn chuột nó bò lòi như vậy nè. Cùng luôn vậy. Cùng cùng đó quay. Cái này đó quay. Con nè, con nó ra. Có con. Lúa đây cho, yên tâm không thoát đâu. Kìa 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 kìa, giật kìa giật kìa. Đó đó đó, đó. Chạy lên đi. Chạy ra đây nè, chưa. Cái này cùng rồi ta. Đó, ra đó, ra đó. Mày hay bưởi lúa được. Con rắn nằm canh cái chân bên hang mà thứ gì chịu nổi. Mừ. Con nào dám vô. Chơi gì đâu rồi, chơi ganh luôn mổt à. Chào, chào khán giả. Thôi sáng rồi ơi. Sáng rồi. Rồi con hang qua đây. Hang chơi hang dưới có không ạ? Dưới đâu. Quay im. Con. Lấy giống, lấy giống. Mệt chưa? Nó sợ lắm, sợ. Rắn này là năm rồi mình thả rồi xong. Đâu có được nào con này đâu. Trời, hết rồi. Ô con. Con, hang bự nha. Rồi. Bít cung luôn rồi. Hết rồi xong rồi. Dắt này thì tới đống trà này cả nhà ơi. Hồi nãy bên kia nó có con rắn, chắc là con nghĩ là lúa nghĩ là nó sẽ dồn qua đây rồi đó cả nhà. Đống trà này lần nào cũng trúng nè, chiến rồi là mười mấy ký. Không biết chiến này là như thế nào đây. Ơi. Chú dịch. Trời ơi. Vô rồi. Ê. Nè. Thứ dữ. Chứ dịch cả nhà ơi. Nè. Bốn hộp cả nhà ơi. Coi vòng vòng có còn không? Này mới đi tới đây nên được bốn cái dứng rồi nè. Đẻ đó hả? Nguyên bà dịch bên kia cả nhà. Năm rồi giống năm rồi á, năm rồi không có gian gì nè cả nhà. Nè, bốn trứng. Ê, dở nè, có không? Cái này mới nhiều nè. Trời trời. Vô rồi cả nhà ơi. Bữa nay gặp thứ dữ không mà trần. Bảy trứng. Đây có con vịt này. Tám trứng luôn. Trời. Lấy đồ đựng. Là trời. Một nón đựng đi. Vô rồi. Luôn. Vô rồi. Đây cái nón chắc không vậy? Con giờ đi coi. Còn nữa không? Cái vợ trà bữa nay trúng cái gì kỳ lắm mà cả nhà ơi. Ê. Gì vậy? Rồi, bữa nay mới chạy vô rồi. Nè trời, cái trời ơi. Đây nè. Cái gì? Rồi vô đẻ hết trơn nó chà luôn rồi. Nó có chuột quá. Nó chà dịch cả nhà ơi. Nó chà trứng dịch. Rồi nó có chuột luôn rồi. Còn kia mấy trứng nữa. Nè. 2 4 6 7 trứng nữa cả nhà ơi. Trời ơi bữa nay vỏ chà dính đàn là cái gì không à cả nhà ơi. Ơi, lời chú mắt ơi. Lời. Lời dữ lắm rồi. Vô rồi cả nhà ơi. Ấm quá vậy, vô đây. À, có đường mòn nha, có đường mòn vô nha. Có đường mòn vô nha. Vô cả nhà ơi. Có đường mòn vô nha mọi người. 2 bao miếng điển cả nhà ơi. Miếng cả nhà ơi. Chân sự. Thèm miếng điển cả nhà ơi. Sài Gòn ta không xính. Hái bông điển về nấu canh chuột hay gì? Ông hồi nữa là hái bớt bông tơi về nấu canh cá giòn nha. Canh chua chuột.
Chiều nay là sương sương hả mọi. Chuột nấu canh trên biển hả vậy? Ừ. Hôm nay có con rắn. Bông ngon cả nhà, buổi sáng cái bông nó rất là ngon nha. Mùa cá linh là có bông điên điển nha cả nhà. Món ăn đặc biệt ở vùng quê. Cá dầu nấu canh cái gì? Đường tơi. Biết ai ăn à? Ừ. Đổi điểm đi. Ê, để nói với mày cái có cái hang rắn ở vô công chúa á, có rắn không à? Ừ, chắc là anh thấy có cái hang rắn nặng nó im lắm á. Sao đây có cả nhà ơi, bữa nay vui quá à. Bữa nay bắt dính rắn rồi, lượm nguyên cái ổ dịch trà bá nữa cả nhà. Hang là hang rắn đó xong. Chở tiếp mấy ông đi, hội đạo xong ơi. Có chừng ngách ở dưới á. Hang là hang rắn lắm đó. Láng không? Trời mưa luôn cả. Nhờ cái miếng đó mà miếng nó cuốn xong á, trời mưa lấy đó đắp không có bị mất mưa đó. Hy vọng nha cả nhà. Mùa nước lên hết trơn, ngập hết trơn rồi bắt đầu chuột nó rút đi hết rồi cả nhà. Đây sắp tới không biết còn chuột hay không nha. Cả nhà có cần thì cả nhà cứ alo rồi sớm cho lúa. Để lúa sắp xếp chứ trễ quá là chuột nó không có ngon nữa. Bây giờ vẫn còn mở. Trễ khoảng từng 10 bữa nữa là bắt đầu là chuột nó hết ngon nha cả nhà. Lấy 10 bữa nữa là con chuột cũng mở rồi mà lấy mở thì mình vừa mùa này còn ngon nha cả nhà, để trễ nó hết ngon. Thấy cái gì không? Thấy ve nha. Còn lớp ấy đúng mà, lớp lau phong đúng rồi. Láng không xong. Đang lượt là nó đó, con kỹ nha. Ê, con gì vậy? Con mối. Tao thấy cái đầu góc túi là nó không lá nó cũng hơi láng nữa. Có một con rắn cái đây đương nhiên có một con rắn đực đó mà không biết nào ở đâu thôi. Sao lại rắn rẻ dữ vậy trời. Sao đây cả nhà ơi. Kỳ mà. Cái mờ cười hoài mờ. Nhiều không có chứ có rắn rồi cả nhà. Chưa dừa làm bạn con nữa đây. Anh lấy cái nữa xong. Quá rắn vậy. Mừ phái mà cười hoài mừ. À cái mừ đó mừ nói nha, con không có nói nha. Ê có chạy kìa. Có chạy. Có chạy đó mừ ơi, con thấy rõ ràng. Không ít nhiều chứ. Có được mòn kìa. Ủa có đường mòn mày có kỹ ta hả? Đó. Ngồi. Thằng ơi. Nó vậy đó. Tôi mới thấy con chuột chạy mà trận. Đây nè. Đó. Đó. Mày nè, thấy mấy cái ấy nè. Ê kìa, mừ. Anh Huy. Ê, cho mối bạn kia có bên không kìa. Kia
Chụp bằng cái đó hả trời? Cái đít. Còn coi đó. Kìa, cho lưng ông mày, có dừng dao không? Chú kỳ chạy. Dạt qua cái gì mít này. Nói trong hối kìa, bàn kia kìa. Trong kia sao vậy? Không có con gì. Mấy con chuột hả? À? Hai con hả? À? Trời, con ấy dở kìa. Hai con chuột, hai con mối. Thành công. Nhà tôi con rắn tôi bỏ rồi đó. Con rắn nó hại rồi cả nhà ơi. Cái này cũng được 2 kg ngoài. 2 kg ngoài 3 kg. Mất thu rồi. Tại dịch vô nó đẻ nè. Ừ, nó động. Tại dịch vô đẻ quá trời mà. Chuột tạc rồi cả nhà ơi. Tại bữa nay có dân Sài Gòn về nè. Ừ. Để cầm cái ông Sài Gòn này về nè. Hôm nay mới nói chuột luôn. Nó chơi cho vui thôi cả nhà ơi. Bữa nay thất thu rồi. Thất thu là thiệt chứ không phải nói chơi nha cả nhà. Thất thu là có thiệt. Còn Sài Gòn là nó chơi thôi. Thất thu là có thiệt. Bữa nay được mới thì nhiêu đây cũng đủ ăn rồi cả nhà. Về chiều nay chiều mình cầm xương xương với con rắn nha. Chuột thì gửi cho chú Mười, gửi cho thằng em ở Sài Gòn. Hôm nay không có lỗ nha cả nhà, cũng được 20-30 trứng vịt nè, lẽ còn dính lông luôn nha. Bỏ vô coi gì, bỏ áo gì sao là bộ gì nổi. Chút ra đem xuống xuồng, để xuống. Có xuồng hả? 2 4 6 8 10 tiếp anh em, 12 14 16 18 26 25 25 tiếng sao? Ghê hay trời. Ôi, giờ mình về đây là mồi nhậu thôi cả nhà ơi. À, cá dồ nấu canh mồng tơi. Quá ngon hả mọi người? Cả nhà. Ghê mà giữa. Thôi, về thôi. Vô. Bữa nay mình đi dở nhà chuột mà về ăn thịt bò nha cả nhà. Thịt bò xào củ hủ dừa của chú Út đẩy. Ba xong mới vừa cưa cho chú Út. Một cây dừa, một quả trái bao nhiêu nè cả nhà. Cả nhà coi nè. Khủng khiếp lần chứ. Tại vì nó cặp nhà quá. Cặp nhà quá chú Út bỏ ra nhà, tại sợ nó dụng xuống hư cái nhà. Rồi đó cúng bác hả bác hai? Ừ, cúng lộn, cúng ông hả bác hai? Ừ, vô duyên quá, lúa vô duyên quá. Nó lộn cúng ông. Vô mừng ơi. Thấy gì còn thiếu thiếu ai hết ơi? Đúng rồi. Cái giá này. Làm xong. Rồi kế chú bảy đi. Lên lên kế bạn. Thôi kế tiếp đi cưng. Sao mà kế ổng nữa, hồi ra cái kia. Sao bắt cửa kia. Hỏi khối bia. Đây nè ông nội. Khối gọi rồi. Thấy sao? Vì mình mà cho sợ chú bảy quá. Người ta nghe. Cái này mình quay lại chú Út chơi cả nhà. Hôm nay tươi là đàn hoa thấy kiểu đời nhẹ quá. Rắn thì mình làm món gì Út? Tươi. Xào chua cơm mẻ. Xào chua cơm mẻ hả? Ờ cái món này đặt nha. Dạ tiếp dài tới kìa. Dạ. Trời ơi quá hay. Rắn quá hay. Cái con dùi nó đậu cơm mẻ cái gì nè. Quá hay quá hay quên. Cơm mẻ dữ ha. Dấn nước lên nhiều quá ngập. Tắm đi qua luôn anh ơi. Rồi vô nha. 1, 2, 3, vô. Rồi chúc mừng cái đống trà chuột. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Đừng có bao giờ như vậy nữa nghe. Này giờ được kiếm ngoài kiếm. Cho ngấy luôn. Được con gắn thêm một ổ hột vịt nữa. Ngon hơn ăn ngon hơn ăn hơn. Đứng. Ngon hơn nhiều. Hôm qua 4 con à. Vì qua bên xong đó. Tại mình trà chua coi. 4 con 2 con. Đóng đây được 1 con, này được 3 con. Con lập này có 1 con, 1 gì đó. Rồi, không phải clip nào Lúa cũng chia sẻ cả nhà đâu, còn mấy clip kia cả nhà qua Facebook của Lúa nha.
Cả nhà biết là cái đống trà bữa nay là 3 ngày cả nhà, mới 3 ngày thôi dở. Nhưng bây giờ chắc chuột nó dột chỗ khác rồi, anh em sẽ đi chỗ khác săn nha cả nhà. Nó gặp quá, nó lên quá nhiều. Bây giờ mình sẽ chịu khó đi bắt chỗ khác. Làm thử cái món này nha. Món này là món của thím Tám làm nè. Đó, mắm trộn gỏi trái sung. Đó, kẹp miếng mắm nha cả nhà. Miếng mắm thì bao tử yếu yếu nó ăn không được cả nhà. Có trái sung nó kèm vô cái này là nó chị bà tử luôn đó. Bây giờ mình ăn sung cứ kỳ lắm rồi cả nhà, lúa chưa uống chưa mời uống mà ăn trước rồi cả nhà. Mắm này là mắm sống nha cả nhà. Mời cả nhà ăn sung nha. Không, mắm này ăn sung. Đã. Ngon thiệt. Ngon hả Tám ơi? Vô. Vô, ngon quá vô. Vô bạn ơi. Vô. 2 3 vô. Quá ngon cả nhà ơi. Bữa này chắc xỉn rồi cả nhà. Đó, nhân vật nổi tiếng nha. Sao xăm xì vậy? Vậy? Sao xăm xì vậy? Chào cả nhà nha. Rồi chúc mừng bữa nay mình thắng lớn. Thắng lớn thắng hơi thịt bò. Bò à. Vô. Mời cả nhà cái nữa nha. Vô. Vô chị. Vô nè. Cái mở. Mời cả nhà. Lòn cả nhà luôn nha. Cái này giờ nó xong rồi. Dạ. Rồi chào chị gái Sài Gòn. Quá chụp chuột quá chụp. Mai mốt đi Sài Gòn nha, coi cái clip này nhớ về nữa chứ đâu. Đó, cái này đi Sài Gòn. Chua chua ngon. Chua ngon. Mềm luôn. Thôi mà. Vừa gái gì? Đâu hả? Đây củ hủ dừa nha cả nhà. Cú hủ dừa mà trái như cái này nè cả nhà mà đốn ổn ghê hồn luôn cả nhà. Khác nếp nhà dụng phình phình lên thiết đồ bể chân. Lủng lủng chân. Đúng rồi cho dừa thôi chứ cái bùn thôi nè. Hết hồn một dí cả nhà ơi. Ổn. Không dưới 100 trái nha. Cái này có 100 trái luôn á quê. 100 trái không? Hơn 100 luôn hả? Đúng rồi đi chứ. Ngoài một 30 trái. Ghê thật trời. Cái này mà có giống mà có giống mà mình nhân ra ha. Mà nhìn cây thấy không nhiều không á mà cứ xuống nó đậm. Có trồng trong mấy cây giống leo lên leo không được. Giống này dữ à. Giáo này bự lắm á. Leo dẫn leo không được á. Trái nhiều hả? Vô rồi. Vô. 1 2 3 vô. Giống vừa này giống vừa gì không biết luôn không? Giống vừa là vừa gì không biết luôn hả? Vú bò. Nghe. Vú bò á. Vú bò. Vú bò. Thôi bây giờ mấy chú cháu cùng làm xương xương đó nha. Rồi nghỉ ngơi. Ngày mai mình làm việc tiếp. Xương xương nghỉ ngơi là cả nhà biết là đây tới chiều là cả nhà biết rồi đó. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye bye.